anh A Bình nhắc sĩ rồi. Loan người lăn tê tê. Đẹp trai quá ấy. Mời các em nha. Rồi anh em nha. Đi đây. Mình về mùa mưa này, mưa này. Lâu lâu anh em là gặp nhau. Chú âm nhưng mà mưa không được, nhiều ông thôi. Đây. Bác A Bình nha. Đó, ca sĩ, nhạc sĩ luôn. Rồi anh chào tất cả mọi người nha. Ca sĩ từ Tê đến này. Còn đây là Thiên Đẹp Trai B11 nha. Hiện tại đang sống tại Tân Sơn, làng Tiên Mục nha. Đúng rồi, đây. Rất đẹp trai, đang hot luôn. Cảm ơn quá. Rồi. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn nhà nước luôn. Còn đây là Siêu Loan. Rất đẹp trai. Làng Tâm Theo, Chiêu Xê, Gia Lai. Tay rum, rất chuyên nghiệp luôn. Ca sĩ vừa nhập công luôn. Đây. Siêu Loan nha anh em. Chào mọi người nhá. Anh Việt mời vào cùng mọi người. Anh em nào đam mê ca hát hoặc là nhạc thanh nghe Siêu Loan hát lên YouTube có từ Siêu Loan là sẽ tới nha. Vừa quá anh em không cứu ông được. Nên là làm cái đều đấy. Anh em là lại vui. Nghệ sĩ. Nghệ sĩ ca sĩ trầm lắm. Dù có bao nhiêu đôi thầy. Quá tuyệt vời. Xin Chúa dẫn lối cuộc đời con. Ca sĩ Tân Sơn. Cuộc đời con. Ca sĩ từ Tân Sơn nha anh em. Ca sĩ mới núi. Rồi lâu lâu anh em có dịp lên nhà anh em chơi này. Đây. Hello nha. Hello mọi người nha. Giờ đang chuẩn bị thu âm này. Hết mưa rồi chắc phải. Hello chào tất cả mọi người. Giờ đang xem với là kênh Igen với là Thin So TV là giới thiệu hết cho mọi người. Mọi người thấy là video hay là ủng hộ giúp và là bấm like vô, bấm trái tim vô. Cho nên là mình sẽ cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi cảm ơn. Là Thin, kết thúc nhé mọi Thin người. Thin Kassol TV nhé anh em. Kênh YouTube Thin Kassol TV. Rất đẹp trai và đang hot. Còn đây này. Giờ tìm trai cũng được. Ca sĩ. Nguyễn Kinh cũng được. Đang rất mệt mỏi. Đây đâu. Chúng mình lâu lâu anh em có dịp là lên nhà chơi lâu lâu ta mới nhỏ một lần. Hãy đến với ngài. Muốn muốn người yêu Chúa, hãy hát tôn vinh, ca tụng danh thánh, đưa tay cao lên trong nơi đền thờ thánh, hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Tâm con khát khao mong chờ, nguyện cha ban luôn thánh linh tuôn tràn, và con kêu xin cho đất nước này được thánh linh.
được thần linh viếng thăm phấn hưng cai trị luôn. Đang lúc nó phải em gửi em gần gửi lại siêu loạn đẹp trai nhật trở lại nha. Hiện giờ anh em đã thu âm xong rồi, rồi anh em giao lưu sắp vui này rồi chia tay thôi. Hello mọi người, chào Vũ Thìn Cơ Soi nhé. Bên làng làng chạy qua bên Hồ, Biên Hồ, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, Việt Nam mình. Mọi người thấy hay ủng hộ giúp và chào nhau nhé và chia sẻ với nhau nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người nhá. Giờ đang ngồi chơi chung với anh em mình đang giao lưu uống nụ ngót này, hôm nay cũng rất là vui vẻ lắm. Tuyệt vời. Thúc nhé mọi người. Rồi, cảm ơn.